cái nghiệp ca hát để mà mưu sinh. Với chị là tổng giám đốc của tập đoàn An Nông, là nhà tài trợ chính của các chương trình văn nghệ từ thiện ở các chùa. Nhưng trong cái lễ Phật đản này là đoàn đã đi diễn khoảng 20 suất. Thì ngày hôm nay với chị cũng tới đây được sự giao duyên của thầy rồi, thì cũng đã ca ngợi về Đức Thánh Tôn là người cha chung của chúng ta. Và với chị đến đây thì dưới vai trò là con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn, thì chị muốn giới thiệu một bài hát của người cha mình, đó là nhạc sĩ Bắc Sơn. Một bài hát mà cái chị nghĩ là khi hát lên chắc cũng trong đây chắc cũng có nhiều người biết, mà có thể là biết thôi, chúng chưa biết là tác giả là ai. Đó là bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Thì Đức Thủy không có nổi tiếng nên là đi hát chọn cái bài nổi tiếng của ba hát. Còn cô Bích Phượng nè, chị Thanh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm thì nổi tiếng rồi, hát bài nào quý vị cũng ủng hộ hết. Còn bài này Bích Thủy với Bình Chinh là cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn, là diễn viên điện ảnh thường hay đóng phim đó, bạn nhìn mặt bạn này quen lắm. Còn bây giờ thì Bích Thủy với Bình Chinh sẽ gửi đến các bạn bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè nha. Vỗ tay đi nè. Bình ơi đi về chùa, đi về chùa nè. Thì liên hệ với Bích Thủy nha, lên Google search An Nông là tên tập đoàn của Thủy, hoặc là search Tình Ca Bắc Sơn. Dạ, tính ra là cái mùa Phật đản này mình đi 15 chùa, 16 chùa rồi đó chính. Đúng rồi, với lại thêm thiện nguyện nữa là 20 xô nha. Hát đắt lắm, nhưng mà hát không có tiền. Yeah.
đắng